Dù đã ngồi bóc lịch hơn 3 năm nhưng hiện tượng mạng khá bảnh vẫn được nhắc đến trên một số diễn đàn mạng xã hội. Mới đây, khi xuất hiện trên kênh truyền hình Quốc hội Việt Nam trong phóng sự Muôn nẻo đường về, khá bảnh cho người xem thấy được sự thay đổi lớn không chỉ ngoại hình mà còn cả về nhận thức. Anh tâm sự: "Cuộc đời tôi thương nhất là mẹ. Năm nay, mẹ tôi hơn 60 tuổi và bà nội 90 tuổi. Điều quan trọng nhất lúc này là tôi phải làm ăn đàng hoàng để mẹ yên tâm, để được chăm sóc mẹ." Hơn 3 năm thụ án đã biến khá bảnh từ một kẻ ngục ngáo, ngông cuồng, coi trời bằng vung trở thành một con người đủ tỉnh táo để nhận ra tự do quý đến nhường nào. Khá bảnh gửi lời xin lỗi vì để mẹ phải chờ đợi mình trong suốt thời gian xa cách. Bản thân cũng hứa nhất định sẽ chăm lo cho mẹ và bà sau khi ra tù. Chứng kiến những tâm tư tình cảm từ con trai, bà Nguyễn Thị Khanh, mẹ của Khá cho biết, trong những ngày Tết cảm thấy nhớ con vô cùng, bây giờ bà chỉ hy vọng con trai được hưởng khoan hồng của pháp luật để sớm đoàn tụ với gia đình. Bà nghẹn ngào: "Em đã mắc sai lầm thì phải chịu pháp luật rồi. Tôi chỉ mong pháp luật, nhà nước giảm án cho em để về chăm sóc mẹ và bà. Mấy năm nay không được ăn Tết cùng, tôi cũng không sung sướng gì." Trước đó vào tối ngày 9 tháng 8 năm 2022, Khá Bảnh cũng xuất hiện trên kênh truyền hình Quốc hội. Anh ta nhìn lành hơn, nói năng điềm đạm, làn da trắng hơn, tăng cân rõ rệt, đáng chú ý. Mái tóc đặc trưng ngày nào giờ đây đã được cắt tỉa gọn gàng hơn. Trong phóng sự, Khá tỏ thái độ ăn năn sau những gì mình đã vi phạm, thừa nhận bản thân từng có thời điểm ngông cuồng, không biết giữ mình. Khá Bảnh sinh năm 1993, tên đầy đủ là Ngô Bá Khá, quê Bắc Ninh. Từ khoảng năm 2018, Khá Bảnh thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng với những phát ngôn gây sốc. Khá từng sở hữu kênh YouTube có hơn 2 triệu lượt đăng ký. Các video chia sẻ gây phản ứng dữ dội vì chứa những hình ảnh phản cảm, hành vi bạo lực, cổ suý lối sống ăn chơi thác loạn đến giới trẻ. Cuối năm 2019, thanh niên này bị tuyên phạt 10 năm 6 tháng tù, trong đó 4 năm tù về tội đánh bạc và 6 năm 6 tháng tù về tội tổ chức đánh bạc.